Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ tìm kiếm và trộm cắp những chiếc siêu xe nguyên tố. Như các bạn đã biết thì những chiếc siêu xe nguyên tố được sinh ra từ nước, từ đất, từ lửa và từ không khí. Nghe cực kỳ điên rồ các bạn ơi, nhưng mà điều đấy là có thật nên là ngay bây giờ chúng ta hãy đi tìm kiếm nào. Let's go, let's do it. Ngay bên dưới này có một hang động dưới nước các bạn ơi, nên là chúng ta hãy nhảy xuống nước và bắt đầu tìm kiếm. Ok, ui, nước trong quá các bạn ơi. Điều này dễ dàng để chúng ta có thể tìm kiếm nó nhanh hơn. Ui, tôi nhìn thấy có một đốm sáng rồi. Oh my god, tôi nhìn thấy một đốm sáng dưới đáy biển các bạn ơi. Chúng ta sẽ lặn xuống. Oh, có vẻ như đốm sáng này không phải là báo hiệu cho một chiếc xe các bạn ơi, nên là chúng ta hãy bơi trở lại. Tôi nghĩ nó sẽ gần đây thôi, nên là chúng ta hãy tìm thử trong cái bụi này. Ok. Ui, đây rồi. Oh my god. Ui, nhưng mà sao bên trong lại có người các bạn ơi? Tôi nhìn thấy có người bên trong. Ui, đây có phải là xe nguyên tố nước không các bạn ơi? Chúng ta có thể vào chiếc xe đó ngay bây giờ không? Chúng ta hãy lặn xuống và vào chiếc xe này ngay bây giờ các bạn ơi. Ô, ui, có ơi. Oh my. Ui, ai đây? Mày nhá. Oh god. Ui, trời ơi, ông ta bơi lên rồi các bạn ơi. Ui, chiếc xe cũng nổi lên rồi. No way, chúng ta phải đuổi theo các bạn ơi. Trời ơi, có một ông già ngồi trong một chiếc xe. Được rồi, chúng ta có thể vào không? Ồ, tôi có thể vào chiếc xe các bạn ơi. Ui, ông già đâu rồi? Tôi không biết ông già đã biến đi đâu rồi. Nhưng mà chúng ta có thể vào được chiếc xe này rồi. Yes, chúng ta đang điều khiển được chiếc xe nguyên tố nước các bạn ơi. Ui, ui, nó có thể nhảy lên các bạn ơi. Và nó còn có thể lặn sâu dưới đáy biển nữa. Oh god. Đây đúng là một chiếc xe nguyên tố nước rồi. Nó vừa có thể lặn dưới đáy biển mà nó vừa có thể bay nhảy trên mặt nước các bạn ơi. Wow, quá tuyệt vời nha. Yes, chúng ta đang sử dụng chiếc xe nguyên tố nước để thám hiểm đại dương. Oh, hy vọng không có cá mập các bạn ơi. Mà nếu như mà có cá mập thì nó cũng không thể tấn công chúng ta các bạn ơi, bởi vì chúng ta đang đi một chiếc xe nguyên tố nước cực kỳ tương lai, cực kỳ hiện đại. Chúng ta có thể nhảy lên. Bay luôn rồi. Bay luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, đỉnh cao quá. Chúng ta vừa có thể lặn sâu dưới đại dương mà chúng ta vừa có thể bay lên trời đó. Wow, chiếc xe này thần thánh quá các bạn ơi. Có phần hơi tâm linh ở đây. Đây là phía bên trong. Ok, chúng ta đang lướt trên mặt nước các bạn ơi. Phê quá đây. Một chiếc xe vừa có thể lặn sâu dưới đại dương mà chúng ta vừa có thể bay đấy. Wow, quá tuyệt vời. Chúng ta có thể hạ cánh xuống mặt nước một chút không? Ok. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Được rồi, chúng ta hãy mang nó về nhà, sau đó tiếp tục tìm kiếm những chiếc siêu xe nguyên tố khác nào. Được rồi các bạn ơi, chúng ta đã trở về nhà rồi. Và đây là chiếc xe nguyên tố nước đầu tiên mà chúng ta đã tìm thấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm những chiếc xe nguyên tố như là xe nguyên tố không khí, nguyên tố lửa, nguyên tố đất các bạn ơi. Yes, chúng ta sẽ có được nguồn sức mạnh của thế giới này. Được rồi các bạn ơi, chúng ta sẽ đi tìm kiếm bằng chiếc xe lửa chùa. Đây rồi các bạn ơi, trèo mãi mới lên được cái đỉnh núi này. Đây này, cái vị trí mà có cờ đỏ này, tôi nghĩ là sẽ có siêu xe nguyên tố đất ở cái vị trí này các bạn ơi. Chúng ta ủi, nhưng mà cái vực này cao quá, làm sao để chúng ta có thể tìm kiếm đây? Làm sao để chúng ta có thể xuống bên dưới và tìm kiếm siêu xe nguyên tố đất được đây các bạn ơi? Tôi nghĩ là chúng ta sẽ đi qua bên sườn, chúng ta sẽ đi qua bên vách núi. Oh my god. No, ui trời ơi, chiếc xe lửa chùa của tôi. Trời ơi, nó rơi xuống dưới rồi. Oh my god. Chưa tìm thấy. Ui chưa tìm thấy mà đã rơi xuống như thế này rồi. Được rồi các bạn ơi, chúng ta sẽ tìm trong những cái vách đá này. Rất có thể là chiếc xe nguyên tố đất nó sẽ nằm trong những cái vách đá này. Oh my god. Trời ơi, vực cao quá, vực dốc quá các bạn ơi. Oh no, được rồi. Ui, có ai đang bắn tôi? Có ai đang bắn tôi? Ui trời ơi, có người đang bắn tôi các bạn ơi. Mày nhá. Ui trời ơi, nó thực sự bắn tôi. Ui trời ơi, có một ông già đang cầm súng máy bắn tôi. Mày tuổi gì? Được rồi. Ui đây rồi, chiếc xe nguyên tố đất đây rồi các bạn ơi. Nó đúng là trong vách đá này này. Ui nhưng mà sao nó lại nằm bên trong vách đá thì làm sao mà chúng ta có thể lấy ra được? Nhưng mà tôi nghe nói là những chiếc xe nguyên tố có khả năng bất khả chiến bại các bạn ơi, nó có khả năng bất tử, nên là chúng ta hãy sử dụng một khẩu bazooka đi. Đây rồi, tôi sẽ bắn một phát để xem nó có lòi ra không các bạn ơi. Bắn bật. Ra rồi. Oh god, hãy vào bên trong các bạn ơi. Oh my god, tuyệt vời quá các bạn ơi, chiếc xe đẹp quá, màu nó có vẻ giống màu đất thật sự các bạn ơi. Nhưng mà bởi vì chiếc xe này bất khả chiến bại, chiếc xe này bất tử, nên là chúng ta cứ thoải mái lao xuống thôi. Tôi nghĩ rằng nó sẽ không hư đâu. Ok. Yes, nó sẽ không thể hư hỏng được các bạn ơi, bởi vì nó là một chiếc xe bất tử. Thậm chí là tôi bắn một quả bazooka mà nó vẫn không có vấn đề gì. Được rồi, chúng ta đã xuống dưới chân núi rồi các bạn ơi. Chúng ta hãy kiểm tra tốc độ của nó ngay bây giờ. Oh god, khá nhanh đấy. Oh my god, nhưng mà nó có khả năng gì không? Được rồi, tôi nghĩ là nó chỉ có khả năng bất khả chiến bại thôi, nên là ngay bây giờ chúng ta hãy mang nó về nhà nào. Ok, chúng ta đã trở về nhà rồi các bạn ơi. Và ngay bây giờ chúng ta đã có xe nguyên tố đất, chúng ta đã có xe nguyên tố nước rồi.
Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm chiếc xe nguyên tố không khí các bạn ơi. Và sau đó là xe nguyên tố lửa. Được rồi, ngay bây giờ, chúng ta hãy tiếp tục đi tìm kiếm nào. Đấy rồi các bạn ơi, bởi vì đó là một chiếc siêu xe nguyên tố không khí, nên là chúng ta hãy tìm kiếm một cái vị trí nào mà nó có nhiều gió nhất có thể. Đây chính là cánh đồng tuabin các bạn ơi, nên là chúng ta hãy đến đây. Khu vực này cực kỳ nhiều gió, nên là tôi nghĩ nó sẽ nằm đâu đây thôi các bạn ơi. Chúng ta hãy bắt đầu đi tìm kiếm thôi nào. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ sử dụng một khẩu súng nhắm các bạn ơi, để chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy hơn. Đấy, ok, chúng ta hãy bắt đầu tìm nó trên tuabin. Ui, có con chim này, chúng ta có thể bắn chim không? Bắn ngu quá các bạn ơi, không trúng rồi. Được rồi, hãy tìm kiếm những chiếc tua bin bên này. Các bạn nhìn này. Oh my god. Ôi trời ơi, có một ông già đang cầm một khẩu súng, đang ngồi thiền, trời ơi. Và phía sau ông ta có một chiếc xe các bạn ơi. Wow, tôi nghĩ đấy chính là chiếc siêu xe nguyên tố không khí rồi. Tuyệt vời, nhưng mà bây giờ làm sao để chúng ta có thể trèo lên và lấy các bạn ơi. Nó cao quá, ông ta không hiểu sao ông ta có thể mang được chiếc xe lên chiếc tua bin gió. Ui, đấy rồi, có một chiếc trực thăng ngay vị trí này các bạn ơi. Chúng ta sẽ sử dụng trực thăng bay lên và chiếm đoạt chiếc siêu xe không khí của ông ta. Oh my god, tuyệt vời. Đây rồi, các bạn ơi, hãy bắt đầu lên đi nào. Chúng ta hãy bắt đầu bay lên đi nào. Let's go. Oh my god, không biết ông ta có nhìn thấy tôi không các bạn ơi. Yes. Oh, ông ta đang bắn tôi các bạn ơi. Mày làm sao mà có thể bắn được tao. Ok, móc lên nào, móc lên. Ok, there we go. Chúng ta đã cắp thành công chiếc siêu xe nguyên tố gió rồi. Được rồi, tôi sẽ thả nó xuống đây các bạn ơi. Oh god, ông ta đang nhắm bắn tôi nhưng mà thật không thể được. Ok, làm sao mà có thể bắn được tôi. Ok, hãy đến với chiếc xe nguyên tố không khí ngay bây giờ nào. Wow, trời ơi. Oh my god, các bạn nhìn này. Uầy, nó có một khẩu pháo trông giống như một chiếc xe tăng các bạn ơi, có khi còn mạnh hơn. Uầy, đẹp cực kỳ các bạn ơi. Các bạn hãy nhìn vào phần đuôi này, trời ơi. Uầy, đây đúng là một chiếc xe độ các bạn ơi. Chắc chắn là nó sẽ chạy nhanh, nó sẽ bay nhanh, nó sẽ tấn công cực kỳ mạnh mẽ các bạn ơi. Wow, wow, wow. Đây đúng là một chiếc xe nguyên tố hoàn hảo các bạn ơi. Chiếc siêu xe nguyên tố không khí tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Ui, các bạn nhìn đằng trước này, trời ơi, nó còn ngầu hơn nữa. Wow, được rồi, ngay bây giờ chúng ta hãy vào bên trong và trải nghiệm chiếc siêu xe nguyên tố không khí nào. Ok, oh god, ui nó bắn. Ui trời ơi. Ui trời ơi, mạnh thực sự các bạn ơi, bắn còn mạnh hơn cả xe tăng. Ôi trời ơi. Oh god, đúng là siêu xe nguyên tố các bạn ơi. Được rồi, chúng ta có thể làm được gì khác không? Chắc chắn rồi, một chiếc siêu xe nguyên tố không khí là có thể bay các bạn ơi. Được rồi, yes, chúng ta sẽ bay lên. Let's go. Oh god, chiếc nòng súng nó đang xoay xung quanh các bạn ơi, có vẻ như nó đang tìm mục tiêu. Được rồi, nên là ngay bây giờ tôi sẽ đến đường cao tốc để tấn công một số mục tiêu. Chúng ta đang tiến đến đường cao tốc các bạn ơi. Có chiếc siêu xe nguyên tố không khí này thì chúng ta không thèm sợ bố con đắc nào. Đâu rồi, tấn công đi nào. Oh god, hơi khó các bạn ơi, nên là bởi vì chúng ta đang ở trên cao nên là rất khó để có thể tấn công. Được rồi, nên là ngay bây giờ tôi sẽ hạ cánh xuống đường cao tốc để có thể tấn công tất cả mọi người. Hạ cánh xuống đi nào. Ok, oh god, chúng mày vào đây hộ cái. Oh god, oh my goodness. Oh, sao mày có thể cản đường siêu xe nguyên tố được nhờ. Ui, nó cháy rồi. Làm ơn đừng cháy. Ủa, cháy nhưng mà vẫn có thể hoạt động các bạn ơi, vẫn có thể chạy bình thường. Đúng là siêu xe nguyên tố các bạn ơi, nó bất khả chiến bại, nó bất tử, quá tuyệt vời luôn. Oh god, chúng ta hãy tăng tốc đi nào. Trời ơi, chiếc xe đẹp quá. Let's go. Ui, sao mày có thể ngăn cản xe nguyên tố được nhờ, mày sẽ phải gánh hậu quả nặng đê mày. Oh god, được rồi, nó nổ rồi các bạn ơi, quá tuyệt vời. Chiếc siêu xe nguyên tố này mạnh quá, nên là ngay bây giờ chúng ta hãy mang nó về nhà nào. Ok, ui trời ơi, chúng ta đã ok, chúng ta vừa hạ cánh xuống sân nhà mình các bạn ơi, tuyệt vời quá. Tôi sẽ sử dụng chiếc xe này để có thể di chuyển trong thành phố một cách thuận lợi hơn, không bị kẹt xe quá. Ok, chúng ta ngay bây giờ chúng ta có xe nguyên tố, chúng ta có siêu xe nguyên tố không khí, chúng ta có siêu xe nguyên tố đất, chúng ta có siêu xe nguyên tố nước các bạn ơi. Nhưng mà vẫn chưa đủ, chúng ta còn thiếu một thành phần nữa để có thể trở thành một người mạnh nhất thành phố, đó chính là siêu xe nguyên tố lửa. Nên là ngay bây giờ chúng ta hãy tiếp tục đi tìm kiếm siêu xe nguyên tố lửa, chứ còn cái gì nữa. Let's go. Nhưng mà để đi tìm kiếm siêu xe nguyên tố lửa thì chúng ta nên đi xe lửa chùa các bạn ơi, điều đó là cực kỳ hợp lý. Let's go, let's do it. Đây rồi. Ui các bạn ơi, tôi biết trong thành phố họ vừa mới xây nên một cái vị trí bí mật để có thể lưu giữ. Ôi, trời ơi, có cả hút đây này. Nên là
Ôi trời ơi, anh ta nhảy lầu luôn rồi. Trời ơi, được rồi. Nên là cái vị trí này là cái vị trí vừa mới được xây nên để có thể cất giữ siêu xe nguyên tố lửa các bạn ơi. Nên là chúng ta hãy đi lên và bắt đầu tìm kiếm thôi nào. Let's go. Đây rồi, tôi sẽ rẽ xuống đây các bạn ơi. Tôi sẽ nhảy xuống đây để đảm bảo là không có ai nhìn thấy tôi. Không có một chiếc camera an ninh nào có thể nhìn thấy tôi. Được rồi, ngay bây giờ chúng ta hãy đột nhập vào và ăn cắp chiếc siêu xe nguyên tố lửa nào. Oh god, chúng ta nên đi sát vách tường các bạn ơi, để không ai nhìn thấy. Ủa, trời ơi, có camera. Oh no, lùi lại các bạn ơi, tôi sẽ bắn chiếc camera này. Bắn nó rơi xuống đi nào. Ok. Ủa, trời ơi, chúng ta vừa bắn rơi một chiếc camera. Cái cửa này có mở tự động không? Ok, nó mở tự động các bạn ơi. Ui, bên trong có một cánh cửa như trông như một cánh cửa để giữ kho tiền các bạn ơi. Không biết có xe trong đấy không? Hay là nó ở đâu? Đây rồi, trời ơi. Nó đây rồi các bạn ơi, biết ngay mà. Đây chắc chắn là siêu xe nguyên tố lửa rồi các bạn ơi. Như các bạn có thể thấy nó đang thiêu rụi bức tường kìa. Trời ơi, dưới đất nó lại còn có cả một đốm lửa này. Biển số fire. Trời ơi, oh my god. Chúng ta hãy tiến đến và vào bên trong chiếc xe ngay bây giờ nào, để xem nó có hoạt động không các bạn ơi. Tôi nghĩ là nó chắc chắn đây là xe siêu xe nguyên tố lửa rồi. Hãy vào bên trong nào. Nó cháy rồi. Nó đúng là siêu xe nguyên tố lửa các bạn ơi. Ui, nó bốc cháy rồi, nhưng mà tôi hoàn toàn không sao. Oh god, tuyệt vời lắm, chạy thôi, trốn thôi các bạn ơi. Trộm thành công rồi. Ra ngoài nào, let's go, let's do it. Bởi vì chiếc siêu xe này bất tử nên là tôi nghĩ là chúng ta sẽ bay xuống dưới luôn, không cần phải đi theo đường nữa, ông lên. Ok, oh no, oh my god, oh my god, chiếc xe này không thể bay các bạn ơi, nhưng mà nó chạy khá nhanh. Oh god, nó đang bốc cháy rồi. Ui, có một số anh chàng cứu hỏa đến dập lửa xe tôi, nhưng mà không, hoàn toàn không thể dập được các bạn ơi. Mày làm sao mà có thể dập được siêu xe nguyên tố lửa? Mày không có tuổi đâu. Ui trời ơi, lửa to quá. Mày đòi dập lửa xe tao á. Oh god, chúng ta còn có khả năng gì với chiếc xe này không các bạn ơi? Hãy test thử nào. Ui chúng ta có thể bắn ra lửa các bạn ơi. Bắn ra lửa đi. Mày nhá. Quá đỉnh cao. Mày, trời ơi, chúng ta có thể bắn ra lửa các bạn ơi. Nổ tung luôn rồi. Tăng tốc lên. Ui, tốc độ cao quá các bạn. Oh god, các bạn nhìn này. Khi mà tôi tăng tốc lên thì tất cả những chiếc xe xung quanh đều bay hết các bạn ơi. Oh god, nó đang bay lên rồi. Tất cả chúng mày hãy tránh đường đi nào. Hãy tránh đường cho tao. Yes, nó bay hết rồi các bạn ơi. Yeah. Oh god, yes. Tăng tốc lên, tránh đường đi nào. Tránh đường đi, chúng mày tuổi gì mà đi đường này. Oh god. Oh, ơi, chúng mày ơi, siêu xe nguyên tố lửa đến rồi. Oh god. Oh my goodness. Trời ơi, chúng ta bá chủ thành phố rồi các bạn ơi. Chúng ta đã thu thập đủ những nguyên tố cần thiết để có thể trở thành người mạnh nhất thành phố rồi. Oh god. Nên là ngay bây giờ chúng ta hãy mang nó về nhà nào. Ok, chúng ta đã mang nó về nhà thành công rồi các bạn ơi. Và ngay bây giờ chúng ta đã có siêu xe nguyên tố lửa, chúng ta có siêu xe nguyên tố đất, siêu xe nguyên tố không khí và siêu xe nguyên tố nước các bạn ơi. Bây giờ tôi là người mạnh nhất thành phố này. Ok, tôi là người mạnh nhất thành phố này bởi vì trong tay tôi đã có đủ những nguyên tố cần thiết để trở thành chúa rồi. Để trở thành một người mạnh nhất thành phố này rồi các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Trời ơi, chiếc siêu xe nguyên tố đất này đẹp quá. Nó ánh đỏ lên các bạn ơi. Mà đặc biệt là nó còn bất tử nữa. Tôi thích chức năng bất tử trên chiếc xe siêu xe nguyên tố đất. Ok, chiếc siêu xe nguyên tố không khí này cũng cực kỳ mạnh các bạn ơi. Ok, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã tìm kiếm, chúng ta đã trộm cắp thành công những chiếc siêu xe nguyên tố cực kỳ mạnh mẽ các bạn ơi. Siêu xe nguyên tố lửa, nguyên tố đất, nguyên tố nước, nguyên tố không khí. Ok, cảm ơn các bạn đã xem. Hãy đăng ký ngay bây giờ nào.